Hậu chào các em, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em một số các cái câu trắc nghiệm về phenol ha. Rồi, câu số 44, phenol là hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây? Thì đây là một cái câu rất là đơn giản. Thì nhóm OH gắn vào, trực tiếp vào vòng thơm ha, đáp án tô A. Và trong tất cả các phản ứng hóa học thì các em sẽ viết là vòng thơm rồi gắn nhóm OH. Chúng ta hạn chế viết C6H5OH ha. Ở điều kiện thường, chất tồn tại ở thể rắn và phenol. Đáp án là câu C. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về phenol? Thì là phenol là chất rắn không màu, hoặc là màu hồng nhạt là do bị oxy hóa trong không khí các em. Và phenol dễ bị chảy rửa ha. Rồi, cho nên nó có màu hồng nhạt như vậy. Phenol gây bỏng và gây ngộ độc. Ở đây phenol không tan trong nước. Cái ý mà không tan trong nước á, là cụ thể là như thế này nè, là không tan trong nước lạnh nhưng mà tan rất nhiều trong nước nóng ở 66 độ C. Cho nên là cái ý này nó không có được đúng ha. Nói khẳng định là không tan trong nước là sai. Còn nếu như mà em tan, thường thường nếu mà em bỏ phenol vào trong nước thì nó sẽ ở dưới dạng huyền phù nha các em. Đó là chất rắn ở trong chất lỏng đó, nó giống như là phù sa vậy đó. Vậy ở đây câu không đúng sẽ là câu C. Qua câu 47. Đối với lại phenol thì em nhìn vô cái công thức thì có cái nhóm OH ở phía trên. Và nhóm OH là nó có tác dụng với lại vòng benzen ở, nó làm tăng mật độ E ở vị trí số 2, 4 và vị trí số 6. Ha, 2, 4 và 6. Cho nên sẽ làm tăng mật độ ở các cái vị trí này là octo và para. Như vậy đáp án là câu D, 7D. Rồi bây giờ chất nào tác dụng với phenol sinh ra khí? Thì cái phần này trong sách giáo khoa không có. Và cô có cái tóm tắt cho các bạn trong cái buổi học đó ha. Thì tóm tắt lại tính chất của phenol là thứ nhất là cộng với lại kim loại kềm natri kali nè, nó giống như là ancol nè. Rồi tác dụng với lại là dung dịch kềm NaOH với lại là CaOH chẳng hạn. Rồi tác dụng với lại dung dịch brom tỷ lệ 1:3 tạo ra cái tủ màu trắng đúng không? Rồi tác dụng với HNO3 đặc. Đó, cũng tỷ lệ 1:3 luôn, ra cái tủ màu vàng. Và tác dụng với HNO3 loãng đó, để tạo ra các cái sản phẩm chống nấm mốc. Thì đây là một số các cái tính chất của phenol ha. À, ngoài ra còn có tác dụng với lại các cái muối môi trường kềm như là Na2CO3 hoặc là K2CO3 đó. Thì em thống kê lại như vậy. Vậy thì sinh ra khí á, thì chỉ có cái trường hợp cộng với natri kali thôi đúng không, là thoát ra khí hydro. Đáp án câu C. Rồi tạo kết tủa à, khi cho phenol tác dụng với lại là nước brom hoặc là đây nước brom tỷ lệ 1:3 đây hoặc là HNO3. Như vậy là chúng ta sẽ chọn 49 là câu B, tạo kết tủa trắng. 50, phản ứng không xảy ra à, thì câu A là phenol cộng với bazơ có nè, phenol cộng với muối môi trường kềm có nè. Rồi bây giờ câu D á, thì phản ứng này không xảy ra tại vì phenol là một axit thì không tác dụng với lại là axit ha. Còn câu C thì chúng ta sẽ hiểu như là HCl là axit mạnh sẽ đẩy cái axit yếu ra ngoài. Như vậy thì sản phẩm tạo ra sẽ là C6H5OH vẫn đục ha và cộng với lại NaCl. Đó, như vậy là 50 là câu D nhé. Axit không tác dụng với axit. 51, để phân biệt hai chất lỏng thì ở đây phenol sẽ tác dụng với brom tạo ra kết tủa trắng, còn ethanol là không tác dụng. 52, tương tự phenol mình sẽ xài nước brom. Dẫn xuất nào sau đây không tác dụng với lại NaOH, không tạo thành ancol hô? Thì ở bên bài dẫn xuất halogen là cô đã có dạy cho các em rồi ha. Đáp án là câu C. Và nhắc lại phương trình là chất này cộng NaOH thì phải là NaOH đậm đặc nè, nhiệt độ cao, áp suất cao. Cô nhắc lại phương trình tí. Rồi tạo ra là NaCl và phenol. Và phenol tiếp tục cộng với lại NaOH cho nên tạo ra muối NaONa cộng với nước. Và chỗ này em phải tốn hai lần NaOH. Còn các cái trường hợp A, B và D thì vẫn thế. Tham gia phản ứng thế và tạo ra ancol bình thường. 54, chất tan được trong nước ha, thì ancol tan tốt
Đó, rồi chỉ có ancol thôi, còn cái này là dẫn xuất halogen không tan, không tan nè, rồi phenol thì không tan trong nước lạnh. Như vậy là chốt đáp án là câu A, là do tác dụng với lại, do có tạo được liên kết hydro với nước ha, cho nên tan rất tốt trong nước. Phenol không tác dụng với chất nào, thì về tính chất thôi, tính chất là có tác dụng kim loại kềm nè, rồi dung dịch là bazơ nè, rồi tạo với brom chất rủ trắng nè. Như vậy đáp án sẽ là câu câu C, không tác dụng với muối có môi trường axit. 56 nói về cái ảnh hưởng thì cô khuyên các em là mình nên viết cái phenol ra đó, xong mình nhớ ha, mình nhớ bằng hình ảnh. Nhóm OH ảnh hưởng đến vòng thơm, không? Làm vòng thơm tác dụng được với brom ở vị trí 246 đó. Còn vòng thơm ảnh hưởng đến nhóm OH, làm cho nhóm OH có hydro linh động và thể hiện được tính axit và tác dụng với NaOH đó. Cộng NaOH. Còn bên đây là cộng được với lại là dung dịch bro. Như vậy mình đọc đề nè, là ảnh hưởng của nhóm OH đến vòng benzen, tức là cái mũi tên màu xanh đúng không? Là nó sẽ giúp tác dụng được với lại dung dịch bro. Vậy đáp án là câu B. Nhận xét nào sau đây là đúng? Phenol có tính axit rồi, câu A luôn. Mạnh hơn phê ethanol. Còn ethanol đâu có tính axit đâu ha. Còn mấy các câu còn lại là sai. 58. Phát biểu không đúng. Phenol thì có nhiệt độ sôi cao hơn và độ tan trong nước kém hơn ethanol là rất là chính xác. À, cái câu B này là cái dẫn xuất halogen không tan trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng này là của tính chất của phenol nha các em. Đó, tính chất của phenol. Cho nên là mà ở đây lại ghi là gì? Ở ghi là dẫn xuất halogen. Cho nên là bị sai chỗ đó. Như vậy các ý còn lại là đúng. Câu 59. À, tác dụng với lại là NaOH loãng khi đun nóng. Thì mình nhớ có cái trường hợp đặc biệt á, là vòng thơm xong rồi gắn cái clo brom nó là không tác dụng, cho nên mình bỏ cái chất cuối cùng ha. Rồi ancol là không cộng với lại là dung dịch kềm nè, rồi ancol benzidic cũng không tác dụng nè. Như vậy là nó chỉ có ai thôi, có dẫn xuất halogen bình thường nè ha, và có phenol thì tác dụng với lại kềm. Như vậy chọn đáp án là hai. Câu 60 thì cái keo dán này nó có tên là phenol đó, rồi formaldehyde, có nghĩa là do hai chất này cộng lại với nhau ha. Vậy thì nó là sản phẩm của cái phản ứng giữa aldehyde 1C với lại là phenol. Để đáp án là câu B thôi, mình ghép hai cái này lại ha. Cái hóa chất mà làm chất bảo quản thì được dùng làm bảo quản vì nó có đặc điểm là có hoạt tính sinh học ha, và nó sẽ làm cho cái thực phẩm của chúng ta hoặc là cái dược phẩm của chúng ta nó được bảo quản lâu hơn vì nó có hoạt tính sinh học. Đáp án là 61A. Rồi để sơ cứu cho người bỏng phenol đó, thì các em biết rằng phenol là có tính axit, cho nên là để sơ cứu thì em phải cho 3 giờ vào để trung hòa cái phenol này, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Như vậy là cô đã hướng dẫn xong một số các cái câu trắc nghiệm về phenol ha. Rồi cô Hậu chúc các em học thật là tốt.